Mời tiểu thư. Mời ngồi. Được. Tiểu thư, mời cô ăn táo. Cảm ơn. La tiên sinh, đại gia, đi kêu La tiên sinh nhanh chóng rời đi, chúng tôi ở đây yểm hộ. Đội trưởng, đi mau, đây là mệnh lệnh, mau ném lựu đạn. Rõ.
Đi. Đại gia, đại gia, La tiên sinh, đội trưởng Đinh kêu hai người rời đi. Không được, không thể bỏ rơi Đinh Tử. Cô chú, chúng ta không thể phụ lòng Đinh Tử. Đi mau. Không đi. Cô chú, không đi sẽ không kịp đâu. Đi. Bọn khốn kiếp. Phòng rượu đâu? Thằng khốn. Đi, bên này. Mau lên. Mau. La tiên sinh, bọn chúng đuổi tới rồi. Nhà xác. Vào nhà xác, mau. Được, đi. Mau.
Đi mau lên. Mau lên. Bọn Nhật tới rồi. Đi mau. Đi mau. Đi mau. Trưởng cơ quan. Trưởng cơ quan. Trưởng cơ quan. Trưởng cơ quan. Tiệm gạo Vàng Trường. Ôi, quý khách lần sau lại ghé nha. Tiên sinh. Tiên sinh. Đánh cho tao. Đập cho tao. Mày là ông chủ à? Còn mày là bà chủ sao? Nè, anh làm cái gì vậy? Làm gì không có nhìn ra? Chúng ta không thù không quán, tại sao anh lại đập tiệm của tôi? Đâu ra nhiều lời như vậy? Đập đi. Đừng đập, đợi chút. Không đập cũng được. Lại đây. Chui qua chỗ này đi. Anh. Sao hả? Không chui có đúng không? Đập tiếp đi. Khoan. Bán giỏ đây, coi giỏ đi. Tránh ra. Trứng gà, bán trứng gà đi. Mau tới đây coi thử đi. Trứng gà còn nóng đây. Mau tới coi đi. Trứng gà còn nóng hổi đây. Bán trứng gà đây. Bán trứng gà đây. Trứng gà đây. Đại ca. Nhỏ này được đó. Mấy anh trả tiền đi chứ. Trả tiền cái gì? Đại ca, ăn đậu hũ phải ăn lúc còn non chứ. Hôm nay ta phải nếm thử món đậu hũ non này. Mấy người muốn làm gì? Còn ngay ra đó làm cái gì? Đưa đi. Dạ được. Đưa đi. Đi thôi, đi. Thả tôi ra. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Đứng lại coi. Là mày hả? Là tôi. Anh thả cô gái đó ra đi. Mày mới nói cái gì? Tôi kêu anh thả cô gái đó ra. To gan quá rồi đó. Dám nói chuyện với tao như vậy. Mày đừng có quên là mày đã quỳ xuống chui qua hán của tao đó. Hôm trước đúng là tôi có chui qua hán của anh. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ cho anh một bài học. Nếu không muốn thì anh thả cô gái đó ra đi. Vậy là mày muốn chết rồi. Lên. Còn đứng đó làm cái gì? Lên đi.
Hay, đánh rất hay. Hay lắm, đánh chết bọn chúng đi. Hay lắm, đánh rất hay. Hay quá, đánh đi, đánh đi. Hay, 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 hay lắm, hay lắm, hay lắm. Đại ca, đại ca, đại ca đứng dậy đi. Mau, đứng dậy. Hay, hay quá. Tới nữa không? Họ Tiêu kìa, mày đợi đó. Đi, đi, đánh ra. Hay, hay, đánh rất. Giết, giết. Cậu nói cái gì? Người có băng Hải Long đến bến tàu đánh người à? Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ báo cảnh sát. Tất cả đứng yên. Cậu chuẩn bị thêm chút vàng và châu báu, lập tức đem đến cho cục trưởng tiền của cục cảnh sát. Chúng tôi là bạn bè lâu năm, tình cảm sâu đậm. Nhìn thấy đồ của tôi, hắn sẽ lập tức thả người. Anh thấy thịt bò ngon hơn đúng không? Ngọc Hân, có người bắt cóc, có ai không? Ngọc Hân, bỏ em của tôi xuống. Ngọc Hân, Ngọc Hân. Đứng lại, thả em của tôi xuống. Đứng lại, thả em của tôi xuống. Đứng lại, thả em của tôi xuống. Đứng lại.
nhóc con. Nhóc con, đi với tụi này đi. Nhóc con, đi. Thằng nhóc này, nó có biết võ. Đi, đi. Alo. Như Yên, sao vậy? Tại sao em khóc? Có chuyện gì hả? Nói đi chứ. Sao vậy? Gia Phát và Ngọc Hân, hai đứa nó làm sao? Nói đi. Gia Phát và Ngọc Hân bị người xấu bắt cóc rồi. Anh Gia Phát, anh Gia Phát, chúng ta đang ở đâu vậy? Bản giao hưởng số 13 của David Copperfield, hang quỷ. Em có sợ không? Sợ, em sợ lắm. Em nhớ cha, em nhớ mẹ. Em vừa lạnh vừa đói. Anh Gia Phát à, em muốn về nhà. Em đừng sợ, đừng sợ. Bọn họ đã bắt chúng ta về đây thì chắc chắn không dễ dàng gì thả chúng ta ra. Vậy phải làm sao đây? Anh cũng không biết nữa. Linh dị La Diệt Hùng. Con nhớ kỹ, kẻ sát hại cha con, cướp vàng của chúng ta là đại đương gia Phi Long Trại Tiêu Vạn Trường. Cha, con xin thề với cha, khi lớn lên con sẽ trả thù cho cha, giết chết tên Tiêu Vạn Trường đó, giết chết tên Tiêu Vạn Trường đó. Người ta nói, đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi thấy lại chẳng tốn công. Đúng là quan gia ngõ hẹp. Tiêu Vạn Trường à, Tiêu Vạn Trường, để coi lần này ông chạy đi đâu. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách cứu hai đứa nhỏ. Anh có nghĩ ra cách gì không? Như Yên, em phải tha thứ cho anh. Để cứu hai đứa nhỏ, anh bắt buộc phải làm nghề cũ. Vạn Trường, anh lẻn vào bang Hải Long một mình thật sao? Ngoài cách này ra không còn cách nào khác. Nhưng làm vậy rất nguy hiểm đó. Không vào hang cọp sao bắt được cọp chứ? Vạn Trường, em rất sợ. Em thật sự rất sợ. Em không cần phải sợ gì hết. Anh hứa với em, anh chắc chắn sẽ bình an. Thank you.
Được rồi Ngọc Hân, em đừng khóc nữa. Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cho em. Anh có bảo vệ được em không? Được chứ. Em không tin à? Tin, em tin. Anh Gia Phát, anh tốt quá. Còn nữa, cha anh sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Ông ấy chắc chắn tới đây cứu chúng ta. Nhưng mà chú Tiêu làm sao biết được chúng ta bị nhốt ở đây chứ? Điều này em đừng lo. Cha anh biết tất cả mọi chuyện. Biết tất cả mọi chuyện à? Cha anh là Thiết Lưu Tinh. Cái gì? Thiết Lưu Tinh. Lần này không được để hắn chạy thoát. Yên tâm đi, không thoát được. Tới rồi, chuẩn bị. Lục gia của chúng tôi đúng là gia các Khổng Minh tái thế. Đoán được Tiêu Vạn Trường Anh chắc chắn sẽ tới đây. Như vậy thì sao? Thì sao à? Ngày này của năm sau chính là ngày giỗ của anh. Anh nghĩ rằng tôi sợ chết sao? Sợ chết thì ngày hôm nay tôi đã không tới đây. Đừng có nói chết với tôi nữa. Tại sao chúng ta không thể quên đi hận thù, biến thù thành bạn? Anh nghĩ tôi sẽ theo kẻ xấu, trở thành cầm thú giống như các anh sao? Cầm thú? Tiêu Vạn Trường Anh giết người bịt đầu mối, cướp vàng của Tiêu Cục La Gia nên mới sống sung sướng như ngày hôm nay. Anh không phải cầm thú à? Anh đừng có ngậm máu phun người. Tôi thật sự không biết vàng gì hết. Thôi đi thôi đi. Chúng ta không cần đấu võ miệng nữa. Tôi có thể nói thật cho anh biết. Hai đứa nhỏ ở trong tay của tôi. Lục gia coi anh là anh hùng, nhường anh một bước. Chỉ cần anh giao bến tàu cho bang Hải Long chúng tôi, anh sẽ được dẫn hai đứa nhỏ về. Chuyện vàng chúng tôi không truy cứu nữa. Được không? Điều kiện này rất tốt có phải không? Rất tốt à? Tốt tới nỗi Tiêu Vạn Trường tôi sắp khuynh gia bại sản luôn. Ý anh là sao? Đừng đứng ở đây nói nhảm. Hôm nay tôi phải dẫn hai đứa nhỏ về. Đừng nói nhiều với hắn nữa. Giết hắn đi.
đi đi. Dạ. Đi, đi theo chúng tôi. Đi, các anh làm gì? Buông ra, buông em ấy ra. Đi, buông tôi ra. Buông em ấy ra. Dừng tay. Chú Tiêu. Cha. Cha. Anh đánh hay lắm mà. Đánh đi. Thả hai đứa nhỏ ra đi. Đứng yên. Ra lệnh bọn họ lập tức đứng yên. Nếu không tôi bắn bể đầu của anh. Được, được, được. Đứng yên đi. Giao hai đứa nhỏ cho hắn. Đây, đây cái gì mà đây? Mà, được rồi. Giao tụi nó cho hắn. Giao tụi nó cho hắn. Thả. Chú Tiêu, cha. Chú Tiêu, cha. Có sao không? Không sao. Cha, con biết cha sẽ tới mà. Các người đi đi. Cậu thì sao? Không cần phải lo cho tôi. Bọn họ không làm gì được tôi đâu. Cảm ơn. Trước khi đi cho tôi hỏi một câu. Tên của cậu là gì? Không cần phải cảm ơn. Chỉ cần ông trả hết nợ là được rồi. Ý cậu là sao? Đừng nói nhiều đi mau. Gặp lại cậu sao? Đi. Đi. Cậu, cậu là ai vậy? Tôi đứng không đổi họ, ngồi không đổi tên. La Khắc Phái. Cậu, tên họ La kia. Cậu làm vậy là chó bắt chuột, lo chuyện bao đồng. Thám trưởng tôi đang thi hành công vụ. Địch Long, ông là kẻ khốn cậy thế ức hiếp người khác. Ông dám nói một câu nữa, tôi sẽ gán tội cản trở người thi hành công vụ cho ông. Cậu, cút. Là phái khác. Cha, mẹ, con có chuyện gì con nói đi. Hôm nay con có thể nào không tập đàn không? Tại sao vậy? Ngày mai con sẽ rời đi. Con muốn tới võ quán tập võ. Mẹ và cha sẽ đi với con.
hay. Gia Phát, cặp thiết lưu tinh này hôm nay cha truyền lại cho con. Cầm đi. Con nhớ kỹ, cho dù con có thông minh tài giỏi cỡ nào cũng không được khoe khoang khoác lác, ức hiếp người yếu. Còn điều này nữa, không được để người khác ức hiếp. Nhớ kỹ câu này: người không đụng tới ta, ta không đụng tới người. Người đụng tới ta, ta đụng tới người. Người không đụng tới ta, ta không đụng tới người. Người đụng tới ta, ta đụng tới người. Em biết Tiêu gia có quy tắc người thân đi xa không được khóc, nhưng em thật sự không chịu nổi. Gia Phát còn rất nhỏ, Gia Phát lớn rồi, nó phải trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Như vậy sẽ tốt cho sự trưởng thành của nó. Nó còn rất nhỏ đã rời xa cha mẹ, tới một đất nước xa lạ cách xa ngàn dặm. Bây giờ chúng ta phải cầu xin thần linh bảo vệ cho nó. Bến tàu Phố Giang, cổng soát vé. Cha, mẹ, con chắc chắn sẽ quay về. Đi đi. 10 năm sau, lối ra bến tàu Phố Giang. Về rồi. Tiêu Gia Phát tôi về rồi. Anh Gia Phát, không phải chú Tiêu dặn anh không được chú ấy cho phép thì không được về sao? Lần này chúng ta chưa nói với chú ấy tiếng nào thì đã về rồi. Sợ cái gì? Anh nói cho em biết nha, lần này anh muốn tập kích bất ngờ vào nhà của cha mẹ anh. Anh muốn tạo bất ngờ thật lớn cho cha mẹ anh. Tại sao anh không nói anh thích làm trò khỉ? Anh chắc chắn sẽ bị chú Tiêu mắng đó. Không thể nào. Anh nói cho em biết, anh là con trai duy nhất của cha anh. Cha mẹ anh nhớ anh còn không kịp nữa, sao có thể vừa thấy anh đã mắng anh chứ? Anh đó, anh tự tin quá rồi. Nếu như anh không tự tin, anh không phải là con trai của Tiêu Vạn Trường. Uổng công anh lăn lội ở Mỹ 10 năm, em biết không? Được rồi, nghe lời anh. Kể từ bây giờ, chúng ta ai về nhà nấy. Làm xong việc, anh sẽ gọi cho em. Anh mau về đi. Em thấy anh nôn nóng về nhà lắm rồi đó. Gặp lại em sao? Gặp lại anh sao? Tạm biệt.
Tạm biệt. Đây, không cần thối, cảm ơn. Đừng sủa. Người một nhà, đừng sủa, được không? Ngoan, ngoan, ngoan. Ai đó? Ai đó? Anh là ai vậy? Tôi là ai? Tôi là thiếu gia của nhà này. Thiếu gia? Tại sao tôi... Tại sao không nhận ra tôi có phải không? Tại vì 10 năm trước lúc tôi đi du học, anh chưa được làm người giúp việc của nhà tôi. Đã 10 năm trôi qua, khu vườn này của nhà tôi thay đổi quá nhiều, tôi không thể nhìn ra. Đừng ngây ra nữa, mau dẫn tôi đi gặp cha mẹ của tôi. Anh lầm lẫn rồi đó. Anh nói nhiều quá. Nhà của tôi không nhìn ra sao? Anh mau vào nhà, nói thiếu gia Tiêu Gia Phát đã về rồi. Tiêu Gia Phát à? Anh đừng giả ngốc có được không? Tôi nói anh biết, tôi không kiên nhẫn đâu. Anh có tin là tôi mét với mẹ tôi đuổi việc anh không? Anh không đuổi được. Tại sao tôi không đuổi được? Tôi nói anh biết, lão gia nhà này không phải họ Tiêu. Anh nói cái gì? Không phải họ Tiêu à? Muốn làm con trai của ông ấy, anh phải đổi họ. Mau ra ngoài đi, có chừng tôi thả chó ra cắn anh đó. Ra ngoài. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Mau đi đi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Khoan đã, anh lại muốn gì nữa? Xin lỗi anh, vali của tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn nhiều nha. Cái gì? Tiêu Trạch. Hoành Thành, báo đây, báo đây, báo mới đây, báo đây, báo đây, báo đây, báo đây. Ông chủ, cho tôi Tô Hoành Thành tiên sinh mua báo đi. Cảm ơn. Nhà hảo tâm Uông Thế Xương tổ chức một buổi quyên góp từ thiện. Hoành Thành đây, bác Uông. Uông Thế Xương là bác của anh à? Người anh em. Anh có biết Tiêu Vạn Trường không? Tiêu Vạn Trường chính là tổng giám đốc của công ty tàu thủy Vạn Trường. Tiêu Vạn Trường. Anh là gì của ông ấy? Tôi là đứa con trai đi du học của ông ấy. Anh là con trai của ông ấy à? Anh biết cha tôi sao? Tôi không biết, tôi không biết. Anh mau ăn Hoành Thánh đi, sắp nguội rồi.
Cái gì? Con trai của Tiêu Vạn Trường đã quay về. Các anh em của chúng ta nhìn thấy nó. Lục Gia, con trai của Tiêu Vạn Trường đã quay về. Chúng ta không thể để nó thoát khỏi tay chúng ta. Năm đó là Phái Khắc đã cứu nó. Đúng vậy, chúng ta không thể tha cho nó. Lục Gia, tôi dẫn người đi giết nó. Diệt trừ tận gốc, không để lại hậu hoạn, không được. Lục Gia, chúng ta chưa biết tung tích của lô vàng đó. Rất có thể thằng nhóc đó biết được bí mật. Tử Hà, cậu nghĩ thằng nhóc đó có thể ở đâu? Nhà hảo tâm Uông Thế Sương tổ chức một buổi quyên góp từ thiện. Số 10, đường Đồng Phố. Ai đó? Tôi đây. Chờ chút. Ra ngay, ra ngay, ra ngay. Cậu tìm ai vậy? Xin chào. Xin hỏi đây có phải là nhà của Uông Thế Sương không? Có chuyện gì không? Làm phiền ông nói với bác Uông của tôi. Nói là tôi tới tìm bác ấy. Xin hỏi cậu là ai? Tôi tên là Tiêu Gia Phát. Tiêu Gia Phát à? Cậu chính là Tiêu Gia Phát? Đúng vậy, chính là tôi. Ông biết tôi à? Xin lỗi, ông chủ của tôi không có nhà. Không có nhà? Vậy bác ấy đi đâu rồi? Đi nước ngoài. Không biết tới khi nào mới về nữa. Quản gia, tôi còn chuyện này nữa. Cậu còn chuyện gì nữa? Bác Uông không ở nhà. Làm phiền ông nói với Uông Ngọc Hân, Uông tiểu thư tôi tới được không? Nhà chúng tôi không có Uông Ngọc Hân tiểu thư. Không thể nào. Uông Ngọc Hân là con gái của Uông Thế Sương. Tôi nói không có là không có. Hôm nay mọi người bị sao vậy? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Trời ơi, con gái của cha. Con nói nhỏ có được không? Không được. Cha, hôm nay cha phải nói rõ ràng với con. Thằng nhóc đó đi về phía bên này. Nghe rõ đi. Chúng ta không thể bắt nó giữa ban ngày ban mặt. Khi trời tối chúng ta mới có thể ra tay. Đã nghe rõ chưa? Rõ. Đi mau. Chạy mau, chạy mau. Chạy, chạy mau. Chạy mau. Chạy mau. Chạy mau lên. Chạy mau. Chạy mau lên. Chạy mau. Chạy mau lên.
Tôi... Rốt cuộc các người làm gì vậy? Có phải là các người muốn cướp không? Tôi nghĩ rằng trên người cậu chắc chắn chỉ có mấy đồng bạc lẻ. Nếu như không muốn cướp thì các người muốn làm gì? Cha của cậu là Tiêu Vạn Trường. Biết tôi à? Tôi không chỉ biết cậu, tôi còn biết hôm nay cậu vừa mới từ Anh trở về. Thú vị rồi đây. Coi bộ ông rất có hứng thú với chuyện của tôi. Ông tìm hiểu rất kỹ. Tiêu thiếu gia, đi theo tôi một chuyến đi. Đi theo ông. Đi đâu vậy? Tôi dẫn cậu đi tới một nơi rất vui. Tôi không có rảnh đứng đây nói chuyện nhảm nhí với ông. Tránh ra. Muốn chết à? Hôm nay hết chuyện lạ này tới chuyện lạ khác. Tôi chưa trút hết bực tức ở trong người tôi ra. Tôi nghĩ tôi trút lên các người cũng tốt. Đánh đi. Từng người đánh hay là tất cả cùng đánh? Tôi sẽ chiều theo. Một không rồi. Lên. Một lũ vô dụng. Rút vũ khí ra. Giỏi lắm. Dùng vũ khí với tôi. Tôi chơi với ông. Chém chết nó. Cô là ai vậy? Đánh nhau thì đánh nhau. Sao vậy? Muốn biết lai lịch của tôi à? Đồ đáng ghét, dám xen vào chuyện của tôi. Cô có biết tôi là ai không? Tôi biết chứ. Ông là cái mông. Nói rất hay. Ông ta là cái mông. Và còn là cái mông bự. Hôm nay cho dù ông là cái mông hổ, tôi cũng sẽ đánh ông bầm dập. Đánh bọn chúng.
Mấy người các cậu qua bên kia tuần tra. Thám trưởng La, anh đi đâu? Tôi sẽ lên cầu Tô Châu. Nếu không có chuyện gì, tôi sẽ về nhà. Dạ, đi. Dừng tay. Chạy mau, chạy mau. Chạy. Cậu có sao không? Đánh bầm dập như vậy, anh nghĩ sao?